nhặt được gấu bông ở ngoài đường, cô gái mang về thì tá hỏa khi đọc bình luận. Theo đó, trong lúc chạy xe máy, thấy một chú gấu bông hình con voi đang nằm vất vưởng ở trên mặt đường, nên cô gái đã quyết định dừng lại, nhặt nó lên và mang về nhà để trưng bày. Từ những gì quay lại cho thấy, con voi màu hồng trông khá dễ thương, tuy nhiên do nằm ở lề đường nên nó đã dính khá nhiều bụi bẩn. Sau khi mang về nhà, cô gái đã tắm rửa sạch sẽ cho con gấu bông hình con voi, lột bỏ hết bụi trần và hiện lên một diện mạo voi con mới trông hết sức đáng yêu. Cô gái đã quyết định dùng em gấu bông này làm đồ chơi trưng bày bằng cách đặt nó lên kệ sách ngay trong chính căn phòng của mình. Thế nhưng khi đăng clip lên mạng để khoe thành quả của mình, cô gái đã tá hỏa vì bên cạnh những comment tích cực thì nhiều người lại cho rằng việc nhặt được gấu bông ở ngoài đường mang về là điều hết sức kiêng kỵ. Rất có thể đó là gấu bông của người bị tai nạn ở ngoài đường. Việc mang về nhà cũng vô tình rước vong xui rủi đi theo và kéo họa vào thân. Một số bình luận đáng chú ý mà cư dân mạng đã để lại: không nên nhặt đồ ở ngoài đường về nhà đâu bạn ơi, nhất là đồ chơi vì có thể đó là của những người bị tai nạn đó. Mẹ mình bảo ra đường gặp tiền lẻ, đồ chơi hay đồ trang sức thì không được mang về nhà vì dễ bị vong theo. Nhìn thì đẹp thật đó, nhưng không biết được chính xác đó là của ai nên tốt nhất là không nên nhặt lên mang về ạ. Chú voi đẹp quá, hy vọng đó là của bạn nào đấy vô tình đánh rơi thôi, chứ không phải bùa ngải gì đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.